Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ông Trump chuẩn bị trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Truyền thông Đan Mạch lên tiếng về vụ nổ gần đại sứ quán Israel. F-16 Ukraine lo sợ trước bức M3 của Nga, anh cảnh báo thảm họa Kiev. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo bốn nguồn tin thân cận, các đồng minh của ông Trump và một số đơn vị tư nhân đang chuẩn bị bắt giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ trên diện rộng. Trong bối cảnh vấn đề nhập cư là vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu, Trump đã nói rằng ông quyết tâm trục xuất hàng triệu người di cư đang sống tại Hoa Kỳ, không có giấy phép hợp pháp. Ông nhắc lại lời hứa trong chiến dịch tranh cử là sẽ thực hiện lệnh trục xuất hàng loạt vào ngày đầu trong cuộc vận động của mình tại Madison Square Garden ở thành phố New York vào cuối tuần trước. Người ta ước tính có khoảng 11 triệu người đang sinh sống ở đất nước này mà không có tư cách nhập cư hợp pháp. Theo báo cáo mới của Hội đồng Di trú Hoa Kỳ, nếu khả thi, chi phí trục xuất 1 triệu người nhập cư không có giấy tờ mỗi năm sẽ tốn hơn 88 tỷ đô la Mỹ, nghĩa là sẽ vào khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ trong hơn 10 năm. Nhập cư là nội dung trọng tâm trong chiến dịch tranh cử 2024 của Tổng thống đắc cử Donald Trump, với cam kết trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi luật nhập cư nội địa, thay vì tập trung vào bức tường biên giới như năm 2016. Cố vấn cấp cao Jason Miller cho biết ưu tiên hàng đầu của ông Trump là an ninh biên giới. Theo đó, Tổng thống đắc cử muốn khôi phục lại chính sách biên giới của chính quyền nhiệm kỳ đầu, đồng thời loại bỏ chính sách hiện tại của đương kim Tổng thống Joe Biden sau tháng 1 năm 2025, theo đài CNN. Hội đồng Di chủ Mỹ ước tính kế hoạch trục xuất của ông Trump có thể ảnh hưởng từ 11 đến 14 triệu người nhập cư bất hợp pháp trên toàn nước Mỹ, theo tạp chí Newsweek. Theo số liệu của cơ quan chức năng, Mexico là quốc gia có số lượng người nhập cư không giấy tờ cao nhất tại Mỹ, với khoảng 4,7 triệu người. Chi phí ước tính để trục xuất tất cả những người nhập cư trái phép đến từ quốc gia này là 7,3 tỷ đô la Mỹ. Sau Mexico, người nhập cư trái phép đến từ khu vực Trung và Nam Mỹ cũng như Canada, Nigeria sẽ trở thành đối tượng bị trục xuất tiếp theo. Hội đồng di trú Mỹ cho biết hơn 75 quốc gia có thể được yêu cầu tiếp nhận những người bị trục xuất theo kế hoạch của ông Trump. Ngoài ra, bà bang có số lượng người nhập cư bất hợp pháp đông đảo nhất lần lượt là California với 2,1 triệu người Texas với ít nhất 1,8 triệu người và Florida với hơn 1 triệu người. Phó tướng của ông Trump là ông James David từng tuyên bố trước bầu cử rằng những ai đến nước Mỹ trái phép hãy nhanh chóng dọn gói đi về. Vì nếu đắc cử thì chính quyền ông Trump sẽ làm ngay để khôi phục một đất nước không chứa chấp người nhập cư lậu và một đất nước có biên giới vững vàng. Trong nhiệm kỳ này, chính quyền ông Biden đã phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng nhập cư dẫn đến sự chỉ trích từ lưỡng đảng. Tuy nhiên, nhiều quan chức DHS kỳ vọng sự trở lại của những chính sách cứng rắn thời ông Trump sẽ mang lại kết quả rõ ràng hơn trong việc giải quyết vấn đề nhập cư. Vừa qua, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump đã đúng khi yêu cầu các thành viên của liên minh dành hơn 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng, thậm chí gấp đôi ngưỡng này. Cụ thể, phát biểu khi đến dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu tại Budapest, chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump đắc cử, ông Rutter khẳng định, chúng ta sẽ phải chi nhiều hơn 2%, tôi chắc chắn là như vậy. Đồng thời, Tổng thư ký NATO cũng nói thêm, ông ấy nói đúng về điều này, các nước thành viên sẽ không thể có được điều đó với chi tiêu quốc phòng chỉ 2% GDP. Tôi mong muốn được ngồi lại với ông Donald Trump để cùng thảo luận về cách đối mặt với những mối đe dọa hiện nay. Đồng quan điểm với ông Rutter, Ủy viên Liên minh châu Âu về quốc phòng và không gian, ông Andreas Kubilius trước đó cũng cho biết rằng đã đến lúc NATO phải nghiêm túc xem lại ngưỡng chi tiêu quốc phòng. Cụ thể, ông Kubilius nói, chúng ta cần thảo luận, đối với NATO mục tiêu 2% có đủ hay không? Theo quan điểm của tôi, chừng đó vẫn chưa đủ. Được biết, khi mục tiêu 2% GDP được đặt ra vào năm 2014, chỉ có 3 thành viên NATO đáp ứng được. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, từ năm 2017 đến năm 2021, nhiều nước thành viên của khối liên minh quân sự này vẫn chi tiêu quốc phòng thấp hơn nhiều so với cam kết ban đầu đưa ra. Ông Trump khi đó cũng đã chỉ trích các nước châu Âu vì không chi đủ nhiều cho quốc phòng của chính họ và chỉ lợi dụng Mỹ để đảm bảo an ninh cho họ. Thậm chí vào năm 2018, ông Trump từng nói rằng chi tiêu quốc phòng của các nước NATO cần phải tăng lên 4% GDP. Ba Lan là thành viên duy nhất hiện đáp ứng được con số này. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine khiến các quốc gia NATO lo ngại bị đe dọa về an ninh, nhiều nước thành viên khối liên minh quân sự này đã đạt chỉ tiêu chuẩn khi chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng trong năm nay. Cụ thể, hồi tháng 6 vừa qua, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, người tiền nhiệm của ông Mark Rutte, là ông Jen Stoltenberg cho biết hơn 20 quốc gia thành viên sẽ đáp ứng được mục tiêu kể trên. Theo cựu Tổng thư ký NATO, chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên năm 2024 sẽ tăng 18%, mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ, trong đó 23 quốc gia sẽ chi 2% GDP trở lên. Truyền thông Đan Mạch vừa đưa tin vụ nổ xảy ra tại Đại sứ quán Israel ở nước này hồi tháng trước là do lựu đạn gây ra. Hai nghi phạm tuổi vị thanh niên, trong đó tuổi 17 và 19, đã bị bắt giữ. Hãng tin Rizzo cho biết theo cáo trạng sở bộ, trích dẫn các cuộc điều tra hai nghi phạm trên bị cáo buộc vi phạm luật chống hành động cực đoan do đạn ném lựu đạn vào Đại sứ quán Israel tại Đan Mạch ngày 2 tháng 10. Những quả lựu đạn đã rơi xuống sân thượng của một tòa nhà cách Đại sứ quán Israel khoảng 100 mét và phát nổ song không gây thương vong. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ tại một ga tàu hỏa ở Copenhagen và do sau đó với cáo buộc ban đầu là tàng trữ vũ khí trái phép. Cảnh sát cũng đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 50 tuổi có liên quan đến vụ việc, đồng thời đang truy lùng những đồng phạm khác. Hai nghi phạm đã phủ nhận các cáo buộc trên. Trong tháng 10, các công tố viên Liên bang Đức đã thông báo, cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông Libby bị tình nghi liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel. Thời điểm đó một người phát ngôn của văn phòng công tố liên bang cho biết, có một số dấu hiệu cho thấy đối tượng đã lên kế hoạch tấn công đại sứ quán Israel tại Berlin cũng như có liên quan đến IS. Nhật báo Bill đưa tin, cảnh sát đặc nhiệm đã đột kích một căn hộ ở bờ nào, phía bắc Berlin, bắt sự đối tượng 28 tuổi này. Theo báo trên, nhà chức trách Đức đã hành động theo thông tin từ một cơ quan tình báo nước ngoài, đối tượng không có trong danh sách theo dõi của Đức. Người đàn ông này được cho là đã nhập cảnh vào Đức vào tháng 11 năm 2022 và đã nộp đơn xin tị nạn vào tháng 1 năm 2023, xong đã bị từ chối. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, đại sứ Israel tại Berlin, Ron Prosser đã cảm ơn nhà chức trách Đức vì đã đảm bảo an ninh cho đại sứ quán Israel. Ngày 8 tháng 11, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được thông báo chi tiết về vụ bạo lực nhằm vào các cổ động viên bóng đá Israel ở Amsterdam, Hà Lan. Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi chính phủ Hà Lan và lực lượng an ninh nước này phải có hành động mạnh mẽ và nhanh chóng đối với những kẻ bạo loạn, đồng thời đảm bảo an toàn cho công dân Israel. Ông Netanyahu đã ngay lập tức chỉ đạo điều hai máy bay cứu hộ tới Amsterdam để hỗ trợ công dân. Bộ An ninh Quốc gia Israel cũng đã khuyến cáo công dân của mình ở Amsterdam ở lại phòng khách sạn để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel, Gideon Sa, đã trao đổi với người đồng cấp Hà Lan, Kaspar Venkamp, yêu cầu hỗ trợ công dân Israel di chuyển đến sân bay an toàn. Trước đó, trận đấu giữa Ajax Amsterdam của Hà Lan và Maccabi Tel Aviv của Israel trong khuôn khổ Europa League đã bị bóng đen bạo lực che phủ khi xảy ra xô xát giữa các cổ động viên đội khách với những người ủng hộ Palestine. Hiện chưa có thông tin cụ thể về các vụ đụng độ diễn ra bên ngoài sân vận động Johan Cruyff Arena ở Amsterdam. Theo Bộ trưởng Bộ An ninh Israel Itamar Ben Gvir, một số cổ động viên Maccabi Tel Aviv đã bị thương. Theo lời kể của người hâm mộ câu lạc bộ Maccabi Tel Aviv, đám đông tấn công họ bịt mặt. Trong đó, một số người cầm cờ Palestine và hét lớn, tự do cho Palestine. Truyền thông Israel cho biết, một số hộ chiếu của các nạn nhân cũng bị những kẻ tấn công đánh cắp. Trước thêm trận đấu này, thị trường Amsterdam Femke Hansema đã cấm một cuộc tuần hành ủng hộ Palestine vì lo ngại sẽ xảy ra đụng độ giữa những người biểu tình với cổ động viên đội bóng Israel. Ở một diễn biến khác, theo báo Times of Israel, vào tháng trước, gia đình của các con tin bị bắt ở giải Gaza và những người ủng hộ họ đã tụ tập tại thành phố Tel Aviv và Jerusalem kêu gọi ký thỏa thuận giải cứu những người thân của họ và phản đối việc chính phủ Israel không hành động trong việc đạt được thỏa thuận này. Những người biểu tình đã tuần hành từ quảng trường Habima đến căn cứ quân sự Kiria mang theo nhiều biểu ngữ trong chính phủ Israel. Một trong số đó viết, một năm bị bỏ rơi, không có sự tái sinh nếu không có thỏa thuận. Biểu ngữ này ám chỉ đến mong muốn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc đổi tên chính thức của cuộc chiến với Hamas từ thanh kiếm sắt thành cuộc chiến hồi sinh. Những người biểu tình cũng mang theo các biểu ngữ yêu cầu chấm dứt cuộc chiến ở giải Gaza. Họ chỉ trích ông Netanyahu và một số thành viên nội các, cho rằng việc những người này liên tục phản đối thỏa thuận sẽ gây thương vong cho các con tin. Nga và Venezuela vừa qua đã ký nhiều thỏa thuận trong chuyến thăm Caracas của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernysenko. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernysenko nói với Phó Tổng thống Venezuela Denzi Rodriguez rằng Moscow sẵn sàng hỗ trợ lực lượng vũ trang Venezuela về vũ khí và thiết bị quân sự tinh vi nhất. Hai nước cũng đã nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm các vấn đề tình báo và phản gián, sử dụng máy bay không người lái và công nghệ tham dò dầu khí, theo người điều phối các cuộc đàm phán giữa hai bên. Sau đó, trong một buổi lễ tại Cung điện Miraflores, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho hay 17 thỏa thuận sẽ được ký và củng cố con đường hợp tác và hợp nhất giữa Venezuela và Nga từ nay đến năm 2030 và xa hơn nữa. Nga là một trong số ít quốc gia công nhận tuyên bố của Tổng thống Maduro rằng ông chiến thắng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7. Cuộc bầu cử đó đã bị phe đối lập phản đối và dẫn tới các cuộc biểu tình lan rộng sau đó. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela, khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác với chính quyền Maduro trong các vấn đề song phương và quốc tế. Trong lời chúc mừng gửi tới ông Maduro, Tổng thống Putin nhấn mạnh quan hệ giữa Nga và Venezuela là mối quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với chính quyền Tổng thống Maduro. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng, trước cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Maduro sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ giữa Nga và Venezuela vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, ông Maduro luôn là vị khách được chào đón ở Liên bang Nga. Trong khi trả lời phỏng vấn của phóng viên liên quan hợp tác quốc phòng giữa Nga và Venezuela, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, khẳng định Nga đang phát triển quan hệ với Venezuela trên mọi lĩnh vực. Được biết, kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela khi đó cho thấy ông Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela với 51,2% số phiếu ủng hộ. Sau hơn 3 tháng chính thức được biên chế cho không quân Ukraine, F-16 đã chưa thể phát huy vai trò quan trọng trong các kế hoạch quân sự của Ukraine Lần xuất kích lớn nhất của F-16 là tham gia đánh chặn các máy bay không người lái của Nga tấn công Kiev. Tuy nhiên, sự vắng mặt của F-16 trên chiến trường chủ yếu do lo ngại về các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga. Đặc biệt là Bắc M-3, hệ thống tên lửa phòng không mới nhất mà phương Tây gọi là bốn ngón tay tử thần. Bắc M-3, giống như nhiều hệ thống phòng không tiên tiến khác của Nga, đều do tập đoàn tên lửa Aman Ante phát triển. Nói về khả năng tác chiến của Bắc M-3, một chỉ huy phòng không Nga, biệt danh Alexei, cho biết đơn vị của Anh với tên lửa Bắc M3 đã đánh chặn và phá hủy nhiều phương tiện bay của Ukraine. Trong số đó có 3 trực thăng, 3 chiến đấu cơ, một tên lửa đạn đạo Tokka-U, một UAV Bayraktar TB2 và nhiều đạn dốc kết HIMARS. Nhiều chỉ huy phòng không khác của Nga đều nhận xét Bắc M3 là vua của phòng không lục quân. Nhận định này đến từ việc Bắc M3 có thể đánh chặn hầu hết các loại vũ khí tấn công đường không phương Tây, đang viện trợ cho Ukraine. Đây cũng chính là lý do tại sao không quân Ukraine phải cân nhắc khi đưa F-16 đến sát biên giới, cũng như tham gia hỗ trợ ở miền đông Ukraine. Điều này cũng giới hạn phạm vi tác chiến của F-16 quanh Kiev và miền tây Ukraine. Hệ thống phòng không Bắc M-3 của Nga được đưa vào trang bị từ năm 2016, có nhiều tính năng nổi bật nhưng cho đến nay, thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được Alma An Ante công khai. Phiên bản xuất khẩu Bắc M3 Viking được công bố có tầm tác chiến tối đa 65 km và tầm cao 35 km, có thể theo dõi lên đến 36 mục tiêu và đồng thời dẫn được tên lửa vào 6 mục tiêu khác, cho phép nó duy trì hỏa lực mạnh mẽ trong các tình huống chiến đấu căng thẳng. Mỗi giá phóng của hệ thống này có thể chứa 6 tên lửa, cao hơn so với các phiên bản trước chỉ có 4 tên lửa, trong khi xe vận chuyển có thể mang 12 tên lửa thay vì 6. Bắc M3 sử dụng các tên lửa 9M317 và 9M317M trong đó, phiên bản 9M317M được thiết kế đặc biệt để đối phó với các mục tiêu bay thấp như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Đạn tên lửa của Bắc M3 cũng có khả năng kháng nhỡ tốt và được bảo quản trong khoảng đặc biệt giúp giảm thời gian triển khai và thu hồi. Ngoài ra, Ukraine cũng đang đối mặt với thực trạng quân nhân của họ đang liên tục đào ngũ. Thợ Economist của Anh dẫn các nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, tỷ lệ quân nhân Ukraine đào ngũ lên tới 20%. Economist viết, trong bối cảnh sự ngờ vực ngày càng tăng giữa xã hội. Và giới lãnh đạo chính trị, Ukraine đang phải vật lộn để bù đắp những tổn thất về số tân binh, chỉ đạt được 2 phần 3 số mục tiêu. Một chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine thừa nhận rằng, tinh thần đã bị suy giảm ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận. Một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, gần 1 phần 5 quân nhân đã rời bỏ vị trí mà không được sự cho phép. Theo tạp chí của anh, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn đủ sức mạnh để chống cự và có đủ vũ khí, đạn dược. Nhưng trong khoảng 6 tháng nữa, Kiev có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và vật tư trầm trọng từ Mỹ. Economist cũng lưu ý, Ukraine hy vọng rằng ông Trump sau khi trở lại Nhà Trắng sẽ có thể đưa ra quyết định kết thúc xung đột với quan điểm cần hơn theo những điều kiện được lãnh đạo Ukraine chấp nhận.